chú có gì mà đang ấy không? Cái điều gì mà chú đang đang gọi là đang trăn trở? Hiện tại tôi đang tập trung ra mấy cuốn sách cuối cùng. Dạ. Không phải cuối cùng nhưng mà bây giờ tuổi mình 80 rồi. Dạ. Thì bây giờ giỏi lắm mình còn sáng suốt chừng chục năm nữa. Dạ. Thành tôi nghĩ những cái gì mà có thể khai thác tốt được của dân tộc mình ở miền Nam cùng. Dạ. Mình để viết lại. Dạ. Thành vừa rồi tôi mới viết cuốn sắp ra này. Dạ. Và cuốn Sài Gòn có một thời như thế. Dạ. Nghĩa là tôi nói từ 54 đến 75. Dạ. Mặt này mặt kia. Dạ. Cũng cả về văn hóa kinh tế nữa chứ không phải là vấn đề chính trị không. Dạ. Hay là những cái nhân vật miền Nam mà như là ông Thượng tọa Kỷ Quang. Dạ. Hay là ông Dương Văn Minh, bây giờ này, mình nên cũng đưa lại cái công bằng cho. Dạ. Đánh giá lại cách đặt. Và nói vậy chứ tôi cũng vẫn chú ý tới cái vấn đề doanh nhân rất trẻ. Thành tôi cũng đang viết một cuốn về doanh nhân trẻ. Dạ. Kêu là doanh nhân sống đẹp. Dạ. Thì trong đó là vấn đề văn hóa doanh nhân. Dạ. Tôi nói bây giờ với kinh nghiệm của bọn tôi thì tôi hay được mời để thuyết trình về những cái đề tài cho doanh nhân, hiệp hội doanh nhân đấy. Dạ. Thì bây giờ ví dụ một doanh nhân là anh phải trang bị những kiến thức như thế nào về văn hóa, về kỹ năng chuyên môn của anh chị ngồi đó, là phải có cái về văn hóa. Một cái đó người Nhật người ta đã làm rất thành công. Dạ. Trong cái bộ công thương của Nhật luôn luôn là du lịch và văn hóa đi. Dạ. Anh nghĩ là đến lúc là trí thức trẻ Việt Nam phải được trang bị những cái kiến thức cần thiết của thế giới. Dạ. Mình nói nhiều về cách mạng 4.0 hay là vấn đề toàn cầu hóa, nhưng mà thật ra mình hiểu tới đâu. Thành vấn đề với kinh nghiệm một người đi ra nước ngoài nhiều, tiếp xúc với những cái anh em Việt Kiều có trình độ thì cái bổn phận bọn tôi là gần như là phải như là chuyển lại những cái kiến thức đó để cho anh em trong nước. Bây giờ thật ra là trong nước người ta không cần lắm, nhưng mà trước khi đi, ví dụ bây giờ 40-50 ngàn em Việt Nam đã đang học ở Mỹ. Dạ. 30 ngàn đứa ở Úc, một cả 10 ngàn ở bên Âu Châu. Thì tất cả những đó mà tôi ra gặp mấy em nó rất tốt. Ví dụ cách đây mấy năm tôi ở Singapore gặp những cái em mà cũng học bổng trong nước ra hay là đi tìm nhà, nhưng mà bây giờ là tha thiết tại vì Việt Nam là Việt. Nhưng tôi nói các em coi chừng, bây giờ mấy em ra trường, bây giờ mấy công ty ở Singapore nó đòi trả mấy em bao nhiêu, nhưng mà bọn em trả mức độ 3-4 ngàn đô la. Trời, nói kiểu này mấy em về Việt Nam gấp liền là mấy em chết. Việt Nam chưa chắc trả em 500 đô la, nhưng mà hồi nữa rồi em về em sẽ bắt mặt. Thành tôi khuyên mấy em là nên thận trọng, là trước khi muốn về nên thăm dò tình hình Việt Nam rõ, công ty nào sẽ thuê mấy em và trình độ mấy em sẽ đáp ứng công ty như thế nào. Và bây giờ ví dụ em phải chứng minh cho họ thấy là trả cho em 5 ngàn đô la chẳng hạn, em sẽ chứng minh cho họ trong mấy năm đêm cho lợi nhuận cho họ cả 1 triệu đô la, hai bên song phẳng, chứ không đùng cái em về nhập một cái nó trả 300-400 đô la là bất mãn, trong khi đang Singapore nó trả 4-5 ngàn đô la. Thì nên từ từ và đàng hoàng. Thành cái vấn đề mà du học sinh Việt Nam cũng nhiều em ra cũng chưa được trang bị những cái vững vàng để trước khi đi đâu. Yeah. Bây giờ con nhà giàu thì cho đi vậy thôi, nhưng mà cứ nghĩ ra nó ngồi làm thời gian nó sẽ giỏi lên, nhưng mà thật ra nó sẽ mất gốc rất nhanh. Yeah. Và mất gốc thì không có thua gì, nhưng mà sợ cái kiến thức nó bị mất đi. Yeah. Rồi trong nước cũng chả có lợi gì, trong khi bây giờ tốn cả bạc tỷ cho mấy em đi ra đi du học. Yeah. Rồi bây giờ gia đình nào bây giờ tôi thấy cũng tìm cách nào làm cho con cái đi. Như vậy là mình cũng phải xét lại cái đại học trong nước vì sao nó lại không hấp dẫn mấy em. Yeah. Mà cha mẹ không tin cậy. Vấn đề bao nhiêu vấn đề như vậy là mình phải ngồi bàn tính lại. Chúng tôi uổng cả một cái thế hệ. Thế tôi thấy là cái du học sinh của mình á, gần như chừng 10% thành công.
90% là không thành công. Chứ đừng nghĩ là nó ra nó học được vài năm nước ngoài về. Thành bây giờ cứ những cái quan niệm rất sai lầm, chẳng hạn như là ở Đà Nẵng vừa rồi xảy ra những cái vụ lâu nay bỏ bao nhiêu tiền tỷ ra để cho mấy em đi du học và ký hợp đồng lại về phục vụ lại. Nhưng mà thật mấy em á, có cái bằng có thể tiến sĩ đi, nhưng về làm sao làm một cái cán bộ nhà nước mà làm cho giỏi bằng mấy ông trong nước được. Nhưng mà mấy em nó đòi lương cao thì đụng nhau rõ ràng là mấy em được rút rút luôn, ok. Nhưng mà thật ra mấy em phải tự xét lại mấy em có xứng đáng chưa những cái vai trò đó mà nhà nước bỏ một đống tiền ra. Thành cái cách mà đầu tư cho mấy em nó đi sai. Cái tư duy ạ. Cái này thì cháu nghĩ như này, khi mà nhà nước cho đi học, đấy là cử cái người của mình đi học để đem kiến thức về để phục vụ có tốt hơn. Nhưng còn cái người đi học thì khi học xong họ về thì họ lại không nghĩ như thế, mà họ nghĩ là tôi tốt là phải trả tôi tiền như thế này như kia. Nhưng mà được chưa thì... chắc tốt. Nhưng mà chưa chắc. Cái bằng về không ăn thua gì. Dạ. Tôi qua Mỹ tôi đã gặp nhiều người Ấn Độ. Dạ. Sau này người ta về làm rất tốt ở Ấn Độ, nhưng mà như thế này, ra họ có bằng rồi, ở lại 5-10 năm để họ rút kinh nghiệm. Họ làm việc ngay những công ty của Mỹ để rút kinh nghiệm. Dạ. Sau đó họ mới về. Mà những người đó họ về làm việc họ giỏi. Dạ. Chứ còn anh tưởng anh có cái bằng tiến sĩ ngồi là anh về làm không được đâu. Trong hoàn cảnh Việt Nam không làm được. Dạ. Nhân nói đến du học sinh thì cháu lại cũng muốn biết quan điểm của chú về việc mà ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông ấy có trục xuất Việt Kiều Việt Nam, Việt Kiều ở bên Mỹ trở về Việt Nam. Thì tôi ở Mỹ cũng mấy năm, tôi cũng hiểu cái tình trạng đó. Ở Mỹ có những vấn đề như thế này. Nó có hai mặt về vấn đề những cái di dân qua Mỹ. Nước Mỹ là nước di dân, nghĩa là gần như những cái yếu tố, nghĩa là năng động nhất của nước ngoài đều tới Mỹ, dạ, làm cho nước Mỹ lên. Dạ. Mà cái rõ ràng trong gia đình đó, như mấy đứa con này, nếu một đứa đồng thời nó ở Pháp thì nó cả chục, 20 năm nó chưa thành công. Nhưng ở Mỹ chỉ cần 3-4 năm mà nó giỏi nó thành công liền, mua nhà mua xe hơi liền. Mà rõ ràng cái đó là như này, nước Mỹ là cái chỗ dám thu hút những nhân tài. Anh giỏi nó trả lương cho anh cao, anh chỉ cần, chả cần biết anh tổ quốc nào, ông thành, nghĩa là anh làm sao phục vụ cho nước Mỹ và tôn trọng luật pháp của nó là ok, cho dạ. Mà Mỹ nhờ cái năng động nó mà nó lên. Dạ. Nhưng mà khi Trump nó lên đó, thì nó bị một cái giai đoạn rất lo của Obama. Dạ. Và mấy cái chính quyền của đảng Dân Chủ đó. Dạ. Thì cái hồi đó là những cái đó là dễ dãi cho những người Nam Mỹ. Dạ. Nhất là Mexico lên. Dạ. Nhưng mà mình không phải phân biệt chủng tộc, nhưng mà thấy, dạ, rõ ràng những người Mexico trình độ thấp. Dạ. Họ lên họ là, nghĩa là có thể đem một cái lao động rẻ tiền tới cho nước Mỹ, nhưng mà không đóng góp về trí tuệ cho nước Mỹ. Thành Trung là nó nghiêng về cái thành phần, nghĩa là ưu tú và da trắng của nước Mỹ. Dạ. Mà nó cái đó nó thành công. Dạ. Thành người Việt Nam bị dính ở trong đó là gần như là trong cái giai đoạn chính sách kêu là gần như là bảo lãnh anh em. Dạ. Con đi qua. Dạ, dạ, quá độc. Dạ. Thì thấy bây giờ cái lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn này, ngày nào cũng cả 100 người đứng chầu trực để mà interview đi Mỹ. Dạ. Bây giờ đỡ bớt rồi, chứ còn mấy năm trước là tôi thấy mà rõ ràng những người đó qua làm gánh nặng cho nước Mỹ. Dạ. Trump nó lại nó phải bỏ cái đó, thành mình ráng chịu. Vì thật ra không phải người ưu tú đi mà người không ưu tú. Ưu tú là gì? Là những đứa du học sinh học giỏi, ấy nó bước ra, nó chấp nhận. Chứ còn cái kiểu mà bây giờ lãnh kiểu làng nhàng mấy người ở đồng bằng trong Cửu Long cái này, có vài bà con anh em cũng kéo đi Mỹ. Dạ. Nước Mỹ sẽ suy sụp. Cháu hiểu thế này, không biết là có đúng không? Tức là trong quá trình xây dựng thì người ta có một cái tích lũy dành cho an sinh, cho nên cái an sinh xã hội của họ rất là tốt. Và mình thì đến đấy, những người mà không làm được việc, những người đi theo đấy, tức là một gia đình thì có thể cả bố mẹ rồi vợ con anh em đi cuối cùng thì chỉ có một người lao động thôi, nhưng mà những người kia thì là gần như là hưởng vào cái an sinh của xã hội. Đối với ở như ở nước Đức cũng thế thì phải, cho nên là
bản thân mình thì thấy như thế là sung sướng, không phải lao động nhưng vẫn được hưởng những cái rất là tốt của xã hội. Nhưng còn đối với cái nồi cơm chung ấy thì như vậy là cái người đóng vào thì ít mà cái người kéo ra ăn thì nhiều. Có lẽ là ông Trump ông ấy sốt ruột vì cái đó. Công bằng mà nói, tôi đã ở Mỹ tôi quan sát cái tình hình đó rồi. Rõ ràng những cái người chẳng hạn như ngay Việt Nam lãnh coi này. Dạ. Ông già bà già qua làm gì cho nước Mỹ được. Dạ. Ở Việt Nam thì bình hoạn đủ thứ tùm lum, bây giờ dạ. Qua ăn welfare của nó là nó trả tiền chết luôn. Dạ. Tới già. Dạ. Thì nước Mỹ, Mỹ có đó. Thành cái chuyện đó là cho nên đây cắt mấy cái ngân sách nó cũng đem lại công bình cho nước Mỹ. Dạ. Chứ không phải là nó làm bậy bạ đâu, mà nó được người Mỹ ủng hộ chứ. Như cháu thì cháu thấy nếu như mình không đóng góp gì mà mình đòi hỏi như thế nó cũng khó, tự mình cũng cảm thấy không ổn. Công bằng. Dạ. Và như ở Việt Nam mình cũng thế, giai đoạn bây giờ 1-2 thế hệ nữa chúng ta phải rất là nỗ lực xây dựng, đóng góp thì mới tích lũy, mới có được cái tài sản tích lũy để đến đời cháu chứ không phải là đời con nữa, có được một cái mức an sinh tương đối. Chứ bây giờ mà cứ đòi hỏi để phải bằng Mỹ, bằng Nhật, bằng Pháp, bằng Đức thì là một cái sự đòi hỏi rất là vô lý. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn đang đòi hỏi như vậy. Và khi chính phủ không làm được điều đó thì là chê. Thì cháu nghĩ như thế nó cũng không biện chứng. Tôi thấy Việt Nam cái ngân sách nhà nước khổ, rất khổ rồi. Dạ. Bây giờ bao nhiêu thương binh liệt sĩ này, dạ. Hay là người có công cách mạng biết bao nhiêu người, dạ. Dính tới cái chuyện đó. Dạ. Rồi cũng phải chi tiền không bao nhiêu nhưng mà cũng tốn ngân sách biết bao nhiêu. Dạ. Lẽ nhiên vì sau các chiến tranh thì nó có những cái vấn đề cũng phải giúp đỡ người ta ít, nhưng mà nếu mấy cái đó làm gánh nặng quá. Dạ. Và chính vì thế mà rất là nhiều cái mà cháu thấy là dân mình cũng rất là tốt, một cái ý thức tự giác là ví dụ như là những cái hoàn cảnh khó khăn này kia ấy, thì là mình cũng đã tự động cùng nhau gọi là chiếc lá yêu thương, những cái chương trình, những cái để xã hội hóa các vấn đề, thì cháu cho là như thế cũng rất là, nó cũng là một cái giải pháp rất là tốt và nó cũng thể hiện cái tính nhân văn của người Việt. Nhưng mà đồng thời thì cũng có những trường hợp khi đưa lên để kêu gọi cái sự chung tay thì lại có nhiều ý kiến lại nói là thế nhà nước thì ở đâu? Thì cái này thì có lẽ là nó cũng là một vấn đề mà từng mỗi cá nhân phải có một cái suy nghĩ nó đúng đắn hơn, chín chắn hơn. Và câu chuyện của chú cháu mình thì cháu cho là thời gian nó cũng không dài lắm nhưng mà nó cũng có khá nhiều vấn đề mà đề cập rất là vào cái mối quan tâm của mọi người bây giờ. Và với cái trình độ như của chú và cũng như tấm lòng con tim của chú đối với đất nước, đối với dân tộc, cho nên cái cách nhìn và cái góc nhìn của vấn đề thì cháu thấy là chú cũng đã riêng đối với cá nhân cháu là có những cái mà nó cũng khai mở và định hướng. Thì cháu hy vọng là khán giả cũng sẽ tiếp nhận cái thông tin mà chú cháu mình trao đổi ở đây với một cái gọi là trân trọng, và cũng là cháu cũng tin rằng là các bạn trẻ sẽ có những cái suy nghĩ nhất định qua cái buổi nói chuyện này mà họ nghe được. Và một lần nữa cháu xin cảm ơn chú đã chia sẻ cùng với Win Việt Nam, và cháu tin rằng chúng ta sẽ có những cái buổi gặp tiếp theo nếu